Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay mình sẽ mang tới phần 1 của bài viết Park Chung-hee, kẻ độc tài hay lãnh tụ đại tài của Hàn Quốc. Và chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của bài viết ngày hôm nay, ngay bây giờ. Đại Hàn Dân Quốc, hay với tên gọi quen thuộc là Hàn Quốc, là một quốc gia nằm ở Nam bán đảo Triều Tiên thuộc Đông Á. Diện tích quốc gia này chỉ bằng khoảng 1 phần 3 diện tích Việt Nam, nhưng sức ảnh hưởng của nó thì không hề nhỏ chút nào. Vị thế chính trị của Hàn Quốc được gia tăng mạnh mẽ trong khoảng thập niên 60 của thế kỷ trước. Một phần lý do là nhờ sự phát triển kinh tế một cách thần kỳ của quốc gia này, Hàn Quốc được ví như là con rồng của châu Á chính bởi vì như vậy. Và để nói đến sự phát triển ấy, không thể bỏ qua vai trò của nhà độc tài khét tiếng nhất trong lịch sử Hàn Quốc, Park Chung-hee. Lịch sử có nhiều điều để nói về chế độ độc tài của Park, nhưng không thể phủ nhận được những chính sách của ông đã đưa Hàn Quốc phát triển vượt bậc. Những sự kiện này đã khiến cho nền kinh tế hướng nội của Hàn Quốc vốn phụ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ đã vực dậy và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn và còn là đối tác chiến lược phát triển toàn diện với Mỹ. Sự thành công này cốt lõi đến từ con người Hàn Quốc và đường lối phát triển kinh tế hà khắc của ông Tổng thống Park Chung-hee. Ở Hàn Quốc, địa hình đồi núi hiểm trở, ít tài nguyên khoáng sản là một trở ngại vô cùng lớn của đất nước. Vì vậy, để phát triển kinh tế ở Hàn Quốc không nhờ tài nguyên có sẵn, Park Chung-hee luôn đề cao yếu tố con người. Triết lý của ông được thể hiện rõ nhất qua câu nói cực kỳ nổi tiếng: Hàn Quốc không có tài nguyên thì con người chính là tài nguyên. Trước khi tìm hiểu sâu hơn về các chính sách của Park, chúng ta hãy cùng đặt ra câu hỏi: có phải sự cầm quyền của Park Chung-hee là lẽ tất yếu khi đó, và các chính sách phát triển kinh tế Hàn Quốc của ông có tác động cụ thể ra sao? Bài viết này mình sẽ mô tả và phân tích, làm rõ các giả thuyết đó để giúp các bạn một góc nhìn bao quát hơn về quá trình cầm quyền của ông Tổng thống Park Chung-hee đối với Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1979. Điều kiện cầm quyền của Park Chung-hee. Park Chung-hee sinh năm 1917, mất năm 1979. Sinh ra tại một thị trấn nhỏ là Seongsan thuộc Seoul, Hàn Quốc. Park từng làm giáo viên tại cao đẳng sư phạm Daegu. Tuy nhiên, chiến tranh liên miên giữa Nhật Bản mà bán đảo Triều Tiên lúc đó lại là thuộc địa của quốc đảo này, và Trung Quốc đã khiến cho Park phải từ bỏ con đường giảng dạy mà theo binh nghiệp. Những sự kiện tiếp theo đó như là Thế chiến thứ hai hay là cuộc nổi dậy giữa hai miền Triều Tiên đã ảnh hưởng sâu sắc tới bán đảo này nói chung và bản thân Park nói riêng. Park là một cựu binh từng tham gia Thế chiến thứ hai, nên khi nội chiến giữa hai miền Triều Tiên nổ ra, ông lại tiếp tục tham chiến. Khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1953, với việc hai miền bán đảo bị chia cắt tại vị tuyến 38, Park Chung-hee lúc đó được phong hàm chuẩn tướng. Ông trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong quân đội Hàn Quốc và được Hoa Kỳ tín nhiệm. Đây sẽ là tiền đề để cho Park thực hiện vụ đảo chính vào năm 1961 để sau đó dựng nên chính quyền của mình. Nhưng lý do vì đâu mà có sự kiện này? Nền chính trị Hàn Quốc sau nội chiến đã gặp phải những khủng hoảng nào mà khiến giới quân sự phải thực hiện đảo chính? Để hiểu cặn kẽ về những bước tương tới đỉnh cao quyền lực của Park Chung-hee, chúng ta không thể bỏ qua mà không tìm hiểu những bất cập của nền chính trị trước đó của Hàn Quốc. Hay nói cách khác, chúng ta phải tìm hiểu về những khủng hoảng của nền chính trị vay mượn kiểu Mỹ của Hàn Quốc lúc bấy giờ. Nền Cộng hòa thứ nhất của Hàn Quốc, một nền thể chế chính trị do Lý Thừa Văn làm tổng thống, tồn tại sau Thế chiến thứ hai, đã chấm dứt năm 1960. Bộ trưởng Chang Myong lúc đó đã cướp lấy thời cơ, cộng thêm với việc được Mỹ ủng hộ, thành lập một nhà nước mới theo thể chế đại nghị kiểu Anh. Ngày 15 tháng 6 năm 1960, hiến pháp mới được công bố và thiết lập nền Cộng hòa thứ hai, do Chang Myong làm thủ tướng. Chế độ Cộng hòa này là một điều khá mới mẻ mà người lãnh đạo chưa được nhìn thấy bản chất và những điểm yếu của quốc gia và những điều kiện mà thể chế đại nghị yêu cầu. Vì vậy nền Cộng hòa nhanh chóng sụp đổ sau chưa đầy một năm tồn tại ở Hàn Quốc do những nguyên nhân sau. Thứ nhất là nguyên nhân về kinh tế. Hàn Quốc bị phụ thuộc phần lớn nhờ vào kinh tế viện trợ từ Hoa Kỳ. Ở trong nước, hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài với giá rẻ do không phải chịu thuế. Các doanh nghiệp nội địa được nhà nước ưu tiên độc quyền, khiến doanh nghiệp nhỏ không thể vươn lên cạnh tranh, dẫn tới phá sản. Tính từ năm 1945 đến năm 1960, tổng số tiền mà Mỹ viện trợ trực tiếp cho Hàn Quốc lên đến 2,4 tỷ USD. Nếu bao gồm cả viện trợ gián tiếp, thì tổng số tiền Mỹ viện trợ cho Hàn Quốc đến năm 1960 lên đến 3 tỷ USD. Riêng trong giai đoạn 1954 đến năm 1960, Mỹ đã viện trợ cho Hàn Quốc khoảng 2 tỷ USD, hầu hết là theo lĩnh vực viện trợ không hoàn lại. Thứ hai là nguyên nhân liên quan tới tình hình xã hội. Tại thời điểm đó, dân số tăng cao đột biến, nhưng hệ thống giáo dục thì vẫn cũ kỹ, lạc hậu, không đổi mới. Do đó, số người mù chữ còn rất cao,
và những sinh viên tốt nghiệp thì lại không có việc làm do không đáp ứng được tiêu chuẩn về năng lực. Thất nghiệp tràn lan và người dân bắt đầu mất niềm tin vào chính phủ. Mặt khác, tham nhũng tràn lan khắp bộ máy, từ thấp tới cao của Hàn Quốc, khiến sinh viên đứng lên biểu tình. Họ trở thành lực lượng biểu tình đứng đầu lãnh đạo và sôi nổi nhất. Một sai lầm nữa là ngay sau khi nắm quyền thủ tướng, Myung đã trừng phạt lực lượng cảnh sát của nền Cộng Hòa, khiến hàng vạn cảnh sát mất việc, cộng với thất nghiệp lớn gây ra tỷ lệ tội phạm lớn ở Hàn Quốc. Vào lúc bấy giờ, Hàn Quốc có tới 2 triệu người thất nghiệp và chừng ấy người thuộc dạng bán thất nghiệp. Giá cả hàng hóa sinh hoạt thì tăng vọt mà đồng lương chỉ đảm bảo được khoảng 1/3 nhu cầu tối thiểu. Một số thống kê đã chỉ ra rằng có ít nhất hơn 1 triệu gia đình lâm vào hoàn cảnh thiếu đói và phải rời bỏ quê hương. Nguyên nhân thứ ba là về tư tưởng. Vào thời điểm ấy, Hàn Quốc vẫn còn đang chịu ảnh hưởng lớn bởi tàn dư của một xã hội phong kiến đậm màu sắc và trật tự của Nho giáo Khổng Tử. Do đó, nhân dân vẫn còn mang tư tưởng thần thánh hóa vua và họ chờ đợi một con người thông minh lỗi lạc để trở thành bậc minh quân lãnh đạo đất nước. Tư tưởng này xuất phát từ triều đại phong kiến trước đó của họ là Joseon, tồn tại từ năm 1392 đến năm 1897, là triều đại tôn sùng Nho giáo. Nho giáo bắt đầu giải quyết các mối quan hệ cơ bản trong xã hội Đại Hàn và nhân dân học tập chuyên sâu thuộc lòng tư tưởng đạo đức và luân lý của Nho giáo. Cùng với đó, những tín ngưỡng dân gian của người Hàn là đạo Shaman, thờ cúng bách thần, cũng khiến cho họ có niềm tin rằng sẽ có một vị thánh đủ tài giỏi và khả năng cứu rỗi họ khỏi cảnh nguy khốn ở Hàn Quốc giai đoạn đó. Bởi những lý do trên, sự sụp đổ của nền Cộng hòa vay mượn kiểu Mỹ là điều tất yếu vì những mâu thuẫn trong việc sắp đặt chính sách cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng và xã hội. Quan trọng hơn, về bản thân thể chế Cộng hòa phải phù hợp với ý thức dân chủ của người dân. Trong khi đó, người Hàn Quốc còn chưa có cái ăn, cái mặc, thậm chí là không biết chữ thì dân chủ có ích gì. Bản thân Park Chung Hee cũng đã nói về điều này như sau: nhân dân Á Châu sợ hãi nghèo đói hơn là sợ chế độ độc tài. Và thứ ngọc thiếu ánh sáng được gọi là chế độ dân chủ thì vô nghĩa đối với những người dân chết đói và tuyệt vọng. Vào ngày 16 tháng 5 năm 1961, nền Cộng hòa thứ hai của Hàn Quốc đang trên đà trượt dốc và việc sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Park Chung Hee đã ngay lập tức nắm lấy cơ hội. Với quyền lực quân sự trong tay, Park đã lãnh đạo cuộc đảo chính thành công và thành lập Ủy ban Cách mạng Quân sự, MRC, vẫn do Thủ tướng Myung đứng đầu theo danh nghĩa. Theo toan tính chính trị của Park, để củng cố tính chính danh và thúc đẩy quyền lực vào tay mình, Park đã đổi tên Ủy ban Cách mạng Quân sự thành Hội đồng Tối cao Tái thiết Quốc gia, SCNR, và khai trừ Thủ tướng Myung ở chức Chủ tịch và Park Chung Hee chính thức cầm quyền tuyệt đối trong chính phủ. Điều duy nhất mà Park còn thiếu lúc bấy giờ để thiết lập thể chế chính trị độc tài chỉ còn là tính chính danh mà thôi. Ngày 26 tháng 12 năm 1962, đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý và thông qua hiến pháp sửa đổi để thiết lập nền Cộng hòa thứ ba. Một năm sau, Park đành phải giải ngũ để danh chính ngôn thuận đi tranh chức Tổng thống và thành lập Đảng Dân Chủ Cộng Hòa, mong muốn kiểm soát chính phủ bằng đa số phiếu trong cuộc bầu cử nhân dân Đại Hàn. Cuộc bầu cử kết thúc, Park Chung Hee thắng Tổng thống Yoon Bo-sung với số phiếu suýt soát. Từ chiến thắng đó, Park Chung Hee danh chính ngôn thuận cầm quyền trong nền Cộng Hòa mới. Với việc nền Cộng Hòa thứ hai là một thể chế yếu kém và không thể đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, Park Chung Hee với những phát ngôn đanh thép và những tuyên bố mạnh bạo đã khiến cho người dân Hàn Quốc chú ý. Họ bắt đầu tin rằng Park chính là một đấng cứu thế, một lãnh đạo mà họ cần để đưa đất nước thoát khỏi hoạn nạn. Họ đặt niềm tin vào sự độc tài của Park khi mà niềm tin vào nền dân chủ của Đảng Cộng hòa Đại nghị đã vỡ vụn. Với sự ủng hộ của người dân, cộng với quyền lực trong tay lại được phía Hoa Kỳ ủng hộ, Park đã thuận lợi nắm lấy quyền lực tối thượng ở Hàn Quốc. Có thể thấy, việc nắm lấy vị trí tổng thống độc tài Hàn Quốc của Park Chung Hee dựa trên hai nhân tố quan trọng. Về nhân tố khách quan, sự khủng hoảng sâu sắc ở ba lĩnh vực chủ chốt của các quốc gia là xã hội, kinh tế và chính trị. Về nhân tố chủ quan, Park đã kết hợp được khả năng nhạy bén trong tư duy chính trị và nắm bắt tốt yếu tố thời gian, không gian và hơn cả là ông đã quá hiểu con người Đại Hàn. Từ những nguyên nhân đó, Hàn Quốc đã sinh ra một vị lãnh tụ độc tài chuyên chế trong một hoàn cảnh nhà nước Cộng hòa Dân chủ. Park Chung-hee phần 2: Tư duy kinh tế sắc sảo của nhà độc tài quân sự. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của bài viết. Vậy thì sau khi trở thành tổng thống, Park sẽ có những chính sách nào để giúp đất nước vượt qua khó khăn và hướng tới phát triển kinh tế? Hãy cùng tiếp tục tìm hiểu những tư duy kinh tế của Park trong video ngày hôm nay. Có được phát triển kinh tế Hàn Quốc dưới sự cầm quyền của Park Chung-hee. Ý tưởng phát triển. Hàn Quốc là quốc gia nằm ở khu vực Đông Bắc Á, chỉ duy nhất có đường biên giới trên đất liền với cả Triều Tiên. Xung quanh đều là biển. Về địa hình, khoảng 30% lãnh thổ Hàn Quốc là các vùng đất thấp, phần còn lại bao gồm vùng đất cao và những ngọn núi.
Mặt khác, Hàn Quốc còn phải chịu nhiều thảm họa tự nhiên như là động đất, sóng thần do núi lửa và sông ngòi có vị trí ở cuối nguồn nên chịu sự chi phối lớn từ phía Triều Tiên. Hơn nữa, tài nguyên ở Hàn Quốc nghèo nàn, chỉ duy nhất có nhiều than đá. Và nếu so sánh với Nhật Bản thì Hàn Quốc còn khó khăn hơn nhiều. Park Chung-hee đã thấu hiểu rõ những khó khăn của đất nước Hàn Quốc về vị thế địa chính trị, vì vấn đề ấy sẽ gây trở ngại to lớn khi thực hiện chính sách phát triển kinh tế. Do vậy, ngay từ khi cầm quyền vào năm 1961, Park đã phải nhận thức được sẽ lấy thành phần nào làm mô hình phát triển cho quốc gia, trong khi tài nguyên không có mà nền kinh tế thì luôn phải nhập khẩu. Và ông đã chọn ra được một đường lối phát triển đúng đắn và hiệu quả, đó là làm sao để biến Hàn Quốc từ một đất nước chủ yếu phải nhập khẩu thành cường quốc xuất khẩu. Park đã liên tục đưa ra các chính sách tập trung vào sản xuất, nhập khẩu và tìm cách để thu hút càng nhiều nhà đầu tư càng tốt. Đưa ra các chính sách kinh tế là điều kiện cần và điều kiện đủ là phải làm sao để phát huy tối đa được hiệu quả của chúng. Và để làm được như vậy, thứ không thể thiếu chính là con người. Cần phải biết rằng, xuất thân là một nhà giáo, Park Chung-hee rất hiểu về tư tưởng của người dân Hàn Quốc. Tư tưởng vốn có của người Hàn Quốc lúc bấy giờ vẫn mang nặng tàn dư phong kiến và tất cả họ đều có hệ giá trị, nặng tính truyền thống mang nặng tính tư tưởng đạo Phật, tín ngưỡng bản địa nói chung, đặc biệt hơn cả là tam cương, ngũ tường ở Nho giáo đã tạo nên các giường cột cho các mối quan hệ rõ ràng. Vì vậy, người Hàn luôn tôn trọng nhau, lễ phép với bề trên. Trong công việc thì họ luôn nghiêm túc, chăm chỉ, cần cù và đặc biệt rất siêng năng. Đó là niềm tin mãnh liệt của người dân Hàn. Park đã nhận ra được điều kiện cốt lõi đó ở chính dân tộc của mình. Ông đã đưa ra kết luận sáng giá trong đường lối và đánh đổi dân chủ lấy kinh tế. Hay nói cách khác, chính là lấy con người làm tài nguyên. Park đã khẳng định rằng đối với người nghèo, bên bờ vực của sự chết đói như người dân Hàn Quốc thì kinh tế được đặt cao hơn chính trị trong đời sống hàng ngày và việc thực thi dân chủ là điều vô nghĩa. Vì vậy, người dân lao động thời kỳ này cực kỳ vất vả với đồng lương rẻ mạt dưới chính sách thống trị hà khắc của chính quyền Park. Mặt khác, chính quyền cũng tạo điều kiện và khuyến khích các nhà tư bản mới nổi sử dụng công nhân giá rẻ. Công nhân làm việc như khổ sai và sống kham khổ. Hàng tuần, mỗi người dân đều phải nhịn ăn một bữa, không hút thuốc ngoại nhập, không uống cà phê. Thời gian lao động dài từ 12 đến 14 tiếng một ngày, nhưng điều kiện lao động của các công nhân lại tồi tệ. Những phản kháng tự phát của công nhân, nông dân hoặc của dân nghèo thành thị đòi hỏi cải thiện điều kiện sống đều bị chính quyền thời đó đàn áp không thương tiếc. Các quyền dân chủ cơ bản như quyền tự do hội họp, lập hội, bày tỏ ý kiến đều bị chà đạp. Như vậy, sự phát triển một cách ngoạn mục và thần kỳ của kinh tế Hàn Quốc đã được trả bằng quyền dân chủ và rất nhiều quyền lợi khác của người dân. Họ đã hy sinh thế hệ của mình để đổi lấy những thế hệ sau có thể sống tốt hơn. Chiến lược phát triển kinh tế. Để hiểu rõ quyết tâm của mình, ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 7 năm 1961, Park Chung-hee đã tuyên bố trước 20.000 sinh viên của Đại học Seoul như sau. Toàn dân Hàn Quốc phải thắt lưng buộc bụng trong vòng 5 năm, phải cắn răng làm việc nếu muốn được sống còn. Nếu làm như vậy, trong vòng 10 năm, chúng ta tạo ra được một nền kinh tế đứng đầu ở Đông Á và sau 20 năm, chúng ta trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Hôm nay, có thể một số người dân bất đồng ý kiến với tôi, nhưng xin hiểu cho rằng tổ quốc quan trọng hơn nhiều lợi ích cá nhân. Tôi sẵn sàng chết cho lý tưởng đã đề ra. Với quyết tâm đó, Park đã chỉ đạo Hội đồng Tối cao Tái thiết Quốc gia, hay còn gọi là SCNR, thành lập riêng một bộ kế hoạch kinh tế. Bộ này có một đội ngũ rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước với mục đích đưa ra các chính sách kinh tế tối ưu nhất cho đất nước. Kế hoạch của ông đưa ra đầu tiên và cần phải làm ngay đó là đưa đất nước Hàn Quốc thoát khỏi khủng hoảng bằng cách xóa bỏ sự độc quyền của doanh nghiệp nhà nước, tạo ra nền kinh tế xuất khẩu, đặc biệt giảm dần sự phụ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ để được tự do cho các chính sách đưa ra. Việc phụ thuộc vào Mỹ sẽ khiến các chính sách Hàn Quốc đưa ra gây bất lợi cho Hoa Kỳ sẽ bị xóa bỏ. Park Chung-hee cùng Bộ Kế hoạch Kinh tế cùng nhau hoạch định, điều khiển chính sách và quyết định đưa ra kế hoạch phát triển từng bậc theo thời gian 5 năm. Đó là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 1962 đến 1966. Park dành hết sự nghiêm túc cho kế hoạch 5 năm lần đầu tiên nhằm tạo bước ngoặt cho sự cầm quyền của ông, mong muốn giành được sự tin cẩn của người dân trong nước. Nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1962-1966 đó là: thứ nhất, đảm bảo nguồn năng lượng bao gồm điện và than. Chính quyền Park cung cấp điện cho cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp làm việc cả ngày, tạo ra các ca làm đêm thay phiên nhau của công nhân để tạo ra nhiều hàng hóa. Hàn Quốc có thế mạnh về tài nguyên than đá, nhưng thay vì đem chúng đi xuất khẩu toàn bộ thì Park lại chú trọng tới việc giữ các nguồn cung than đá dư thừa trong nước, chuẩn bị công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đặc biệt là các ngành công nghiệp phải sử dụng đến nhiều nhiên liệu đốt. Thứ hai, mở rộng nguồn vốn đầu tư phát triển các đường sắt và cảng.
chính phủ luôn quan tâm tới các cơ sở hạ tầng để phát triển đất nước vì nó sẽ là nền móng vững chắc để tăng cường lưu thông hàng hóa giữa các vùng miền ở Hàn Quốc. Do đó, Park cho thi công các công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch là xa lộ Seoul Busan và hải cảng Ulsan và nhiều công trình khác. Thứ ba, xây dựng ngành công nghiệp cơ bản như các nhà máy xi măng, phân bón và thép. Park đã bắt đầu công nghiệp hóa đất nước từ các ngành công nghiệp nhẹ nhưng bị thất bại trong năm đầu tiên thực hiện do ngành công nghiệp nhẹ đã bị tàn phá quá nặng nề và chưa thể vực dậy nổi từ các thời kỳ trước. Vì vậy, Park thay đổi đầu tư vào sự phát triển của ngành công nghiệp nặng để tăng lượng hàng hóa đi xuất khẩu. Hàn Quốc quyết định xúc tiến một chương trình đầy tham vọng về công nghiệp hóa ngành công nghiệp nặng và hóa chất, thúc đẩy ngành đóng tàu, ô tô, máy móc và nhiều ngành khác nữa. Thứ tư, mở rộng sản xuất nông nghiệp. Park rất cẩn trọng trong phát triển nông nghiệp. Ông nhận thức được rằng nền nông nghiệp tự cung tự cấp trong nước là rất quan trọng đối với người dân. Phần nào sẽ giảm bớt được sự lệ thuộc vào các quốc gia nước ngoài về vấn đề lương thực. Park đưa ra chủ trương khuyến khích người dân hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Đây chính là nền tảng cho phong trào Sea Muan Udong. Phong trào này tạo ra một thành công lớn cho nông nghiệp Hàn Quốc và được nhiều quốc gia học hỏi cho đến ngày nay. Thứ năm, cải thiện cán cân thanh toán nước ngoài và thúc đẩy công nghệ. Park nhanh chóng đưa các chính sách về xuất khẩu nhập khẩu nhằm giải ngân vốn, giảm lạm phát. Về công nghệ thì chính phủ Park được Hoa Kỳ chuyển giao nhiều công nghệ tiên tiến và đặc biệt là những công nghệ mới ra đời của Nhật Bản được trao đổi nhờ mối quan hệ ngoại giao mới được thiết lập giữa hai nước cựu thù. Như vậy, đường lối phát triển kinh tế của Hàn Quốc được Park Chung-hee vạch ra như một kim chỉ nam cho hành động, đường hướng thiết kế đất nước. Kế hoạch được thiết lập nghị trình 5 năm một lần, tiếp tục được đề cao và xây dựng nền tảng quốc gia Hàn Quốc tự lực, không phụ thuộc. Tận dụng nền tảng ngoại giao. Một nền kinh tế phát triển đồng nghĩa với vận tốc lưu thông của tiền ở trong nước và ngoài nước phải lớn. Đặc biệt dòng tiền được xoay vòng trên phạm vi thế giới, trong việc đảm bảo nguồn cung cấp, đảm bảo tỷ giá hối đoái, tốc độ chu chuyển, vân vân thì đó mới là nền kinh tế phát triển. Cho nên một quốc gia phải mở rộng mối quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia khác để hợp tác giao lưu trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà trong đó kinh tế thương mại phải là trọng tâm hàng đầu. Chính phủ độc tài của Park Chung-hee có một lợi thế cực lớn đến từ những viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ đem lại. Hiển nhiên, Hoa Kỳ dường như không có nhiều lợi ích về kinh tế từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ được hưởng những lợi ích chính trị xứng đáng với số tiền bỏ ra cho xứ sở kim chi. Bởi lẽ nhìn chung cho quan hệ chính trị quốc tế, mối quan hệ giữa nước lớn và nước nhỏ tồn tại bởi sự trao đổi lợi ích. Nước nhỏ hy sinh lợi ích chính trị để được hưởng đặc quyền kinh tế từ nước lớn và ngược lại. Cho nên, sự lợi dụng chính trị của Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ đó là tạo nên chiến lược chính trị quan trọng để bịt đường mở rộng quyền lực của Liên Xô thời kỳ đó. Mối quan hệ chính trị cường quyền luôn đặt nặng những vấn đề chủ quyền đối với nước nhỏ, ở đây là Hàn Quốc. Park cũng lo ngại về sự phụ thuộc quá nhiều này. Ông bắt đầu đi tìm các mối quan hệ các nước bên ngoài mới phát triển. Tháng 6 năm 1965, Hiệp ước Bình thường hóa Hàn, Nhật được ký tại Tokyo. Vào năm 1967, thiết lập lãnh sự ở Indonesia. Park nhận thấy sự phát triển cực mạnh về công nghệ của Nhật Bản và các doanh nghiệp thì đang cần chỗ ở mới có nhiều lợi nhuận hơn. Do đó, không còn gì lợi hơn bằng việc thiết lập quan hệ hợp tác với nhau để phát triển. Tuy vậy, Nhật Bản lại là kẻ thù lịch sử của Hàn Quốc với những tội ác trong Thế chiến thứ hai đã hằn sâu trong tiềm thức của người dân Hàn. Các cuộc biểu tình nổ ra nhằm phản đối sự kiện ngoại giao này và hành xử của Park là đàn áp thẳng tay. Đây cũng là tội ác của ông sau khi cầm quyền, mà các sử gia về sau đánh giá công tội của ông. Nhìn về phía cá nhân cầm quyền, Park đã thể hiện mình là con người chính trị sâu sắc khi gạt bỏ mối thù cá nhân với Nhật Bản để tiến tới cái lợi lâu dài và bền vững. Năm 1996, Park ban hành luật thu hút vốn đầu tư nước ngoài với những chính sách đẹp lòng các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vì vậy, nó đã tạo nên cơn sóng đầu tư cho các chi nhánh và hợp tác làm ăn của các doanh nghiệp nước ngoài, hình thành một nền kinh tế thị trường phát triển. Đặc biệt về xuất nhập khẩu, chính quyền nhanh chóng đưa ra các gói chính sách miễn thuế và các giai đoạn nhằm đơn giản hóa các quá trình nhập hóa xuất khẩu. Về phía nhập khẩu, Park luôn đưa ra các món hàng cần thiết với đất nước như là khí cụ nông nghiệp, công nghệ kỹ thuật, vân vân và chỉ giữ thuế với các mặt hàng làm giảm giá trị của các sản phẩm trong nước. Các thành phố trọng điểm được Park lựa chọn làm các công xưởng và tại đó ông đưa ra nhiều chính sách tối ưu để cho các doanh nghiệp phát triển như là cho vay vốn lãi suất thấp, phá giá đồng won. Ông đặc biệt chọn tư tưởng tư bản, lấy doanh nghiệp làm chỗ dựa phát triển kinh tế trong nước đã sản sinh ra các tập đoàn, gia tộc tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc bây giờ như là Hyundai, Daewoon hay là Samsung. Tự chung lại, phương châm ngoại giao được Park Chung-hee cường hóa theo hướng đa dạng hơn đối với các nước với mục đích quan trọng là phát triển kinh tế quốc gia. Từ đó việc phát triển nhờ nguồn trợ cấp từ Mỹ rút ngắn tiến trình phát triển công nghệ nhờ ngoại giao với Nhật Bản, mở rộng quan hệ ngoại giao nhiều quốc gia, hình thành các tập đoàn xuyên quốc gia đã làm nền kinh tế của Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới.
Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với phần cuối cùng của series Park Chung-hee, Di sản và cái chết đắng của một nhà độc tài. Series này được thực hiện và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Trần Quang Khải. Và ngay sau đây sẽ là phần cuối cùng. Là một trong những nhân vật lãnh đạo về các chính sách được xếp vào hàng độc tài, thiếu dân chủ, nhưng di sản mà Park Chung-hee để lại cho người dân Hàn Quốc là một điều kiện lịch sử không thể nào mà không nhắc đến. Trong phần 3 của chuỗi video về Park Chung-hee này, hãy cùng hiểu các thành tựu mà ông đã làm được cùng cái kết đầy cay đắng cho sự nghiệp chính trị của ông nhé. Chaebol, tập đoàn tài phiệt gia đình. Là một đất nước chịu nhiều ảnh hưởng từ đạo Khổng bám rễ trong văn hóa xã hội, Đại Hàn từ lâu đã hình thành mối quan hệ họ hàng gật gũi, khăng khít và trật tự thứ bậc ràng buộc nhau. Đó là lý do tại sao có thể xây dựng các tập đoàn tài phiệt, Chaebol và truyền ngôi theo quan hệ huyết thống giữa các thành viên trong gia đình. Cơ cấu của Chaebol chủ yếu tập trung nhiều loại, cơ bọc, bao gồm các công ty mẹ và các chi nhánh, cổ phần, bao gồm công ty mẹ, các công ty cổ phần và chi nhánh, hoặc là hỗn hợp của hai loại hình trên. Trong Chaebol, trưởng tộc là người có quyền lực lớn nhất trong dòng họ, đồng nghĩa với cương vụ chủ tịch công ty, và các thành viên có vai vế thấp hơn sẽ phải nắm quyền kiểm soát các vị trí dưới trướng hoặc là ở các công ty con. Tuy nhiên, vẫn nhiều trường hợp, các chủ tịch Chaebol trao quyền lực này cho người thông minh, có tài năng, có tố chất dẫn dắt công ty hơn là con vương. Và hơn nữa, việc này còn định đoạt được bởi sự tranh giành và toan tính giữa các thành viên trong gia đình. Các Chaebol ở Hàn Quốc còn được sử dụng hôn nhân giữa các thành viên trong gia tộc tài phiệt như một cách để khẳng định quyền lực của mình, giảm sự cạnh tranh trong nước và đoàn kết phát triển. Một trong những trường hợp điển hình là cuộc hôn nhân của Lee Seok-hee, chị gái của Lee Kun-hee, chủ tịch tập đoàn Samsung, cùng con trai nhà Kim Sung, tập đoàn LG. Cuộc hôn nhân này tưởng chừng như đã có thể thúc đẩy hai tập đoàn này cùng phát triển, nhưng đã trở nên căng thẳng khi LG trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Samsung trong lĩnh vực đồ điện tử. Một điều chưa từng có trong tiền lệ đó là các Chaebol được sự hỗ trợ của chính phủ Park Chung-hee trong ưu tiên về thuế, nguồn cho vay thấp và miễn nhiều chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng khi ông có tham vọng tập trung vào các công ty lớn đang nắm giữ ngành công nghiệp máy móc hạng nặng và hóa chất. Điều này khiến cho các Chaebol gần như nắm giữ hoàn toàn nền kinh tế Hàn Quốc, nhưng đổi lại họ phải hỗ trợ sự nghiệp chính trị của Park Chung-hee. Nhờ vào đó, đến cuối thập niên 1980, Chaebol đã tạo ra sự thống trị hoàn toàn trong lĩnh vực công nghiệp hạng nặng và bành trướng thị trường quốc tế nổi tiếng về sản xuất, thương mại, công nghệ, với doanh thu của năm Chaebol đứng đầu Hàn Quốc chiếm 66% tổng sản lượng của quốc gia. Nhờ vào sự thành công này và những lợi thế từ việc sụt giảm giá dầu và lãi vay quốc tế, sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ, đồng yên mất giá cũng như tính cạnh tranh ngày một tăng cao của hàng xuất khẩu quốc gia đã giúp cho nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 20 lần từ năm 1965 đến năm 1985 về GNP, thoát được cảnh thâm hụt mậu dịch, trở thành nước có thặng dư mậu dịch lớn kể từ năm 1986. Bước sang thập niên 90 của thế kỷ trước, Hàn Quốc lột xác hoàn toàn từ một đất nước nghèo nàn bị chiến tranh tàn phá, trở thành một trong những nước công nghiệp mới lớn nhất trên thế giới. Người dân được hưởng chất lượng cuộc sống tương đương với các nước công nghiệp phát triển. Tất cả đều nhờ công lao của các người hùng Chaebol. Sejamong Udong, cải cách nông thôn. Phong trào Sejamong Udong được Tổng thống Park Chung-hee khởi động vào ngày 22 tháng 4 năm 1970 trên tất cả các vùng nông thôn của Hàn Quốc, với mục đích giảm nhập khẩu từ nước ngoài, hướng đến tự cung tự cấp trong lương thực thực phẩm và xóa bỏ khoảng cách nông thôn và thành thị. Về cách thức hoạt động, phong trào nông thôn mới được ra đời với 3 tiêu chí: cần cù, chăm chỉ, tự lực vượt khó và hợp tác, hiệp lực cộng đồng. Các ngôi làng Hàn Quốc sẽ chọn ra các trưởng làng, thường là trưởng lão của một dòng họ thống trị để làm người lãnh đạo phong trào. Việc tôn vinh, đề xuất đơn vị tiêu biểu của toàn quốc cũng được ưu tiên nhằm thúc đẩy phát triển nông thôn. Park Chung-hee luôn đề cao chống tham nhũng. Ông cho xây dựng một đội ngũ cán bộ đầy trong sạch, không nhũng nhiễu, rất có thực lực và sáng tạo. Các chính sách về chủ trương đối với thu hoạch và thuế được thiết lập ở trên cùng và được truyền lại qua mệnh lệnh cho đến khi họ đến được các làng, dưới dạng các quan chức địa phương, địa hạt, người môi giới và người thu thuế. Ngoài ra, những khoản trợ cấp của chính phủ dành cho phong trào giúp nhanh chóng tạo dựng nhiều cơ sở hạ tầng đảm bảo môi trường sống. Trong chương trình khuyến khích và phát triển tự lực, chính phủ lựa chọn đầu tiên 33.261 làng, và mỗi làng được cung cấp 335 bao xi măng. 16.600 làng đó chứng minh thành công sau đó đã được cấp bổ sung thêm 500 bao xi măng và 1 tấn thép. Điều này đã cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng ở nông thôn Hàn Quốc, đưa ra các trang thiết bị hiện đại như là hệ thống tưới tiêu, những cây cầu và đường giao thông tới nông thôn. Chương trình cũng đánh dấu sự xuất hiện rộng rãi của các ngôi nhà mái đỏ ở khắp các vùng nông thôn, thay thế nhà tranh truyền thống. Được khích lệ bởi sự thành công ở nông thôn, phong trào lan rộng ra các nhà máy và khu vực thành thị và trở thành phong trào hiện đại hóa toàn quốc. Xa lộ Song Busan, xương sống của giao thông Hàn Quốc.
Ý tưởng xây dựng tuyến đường cao tốc Busan bắt nguồn từ chuyến thăm Tây Đức của Park Chung-hee do ông thấy được sự phát triển của giao thông nhờ cao tốc. Ngay khi đưa ra ý tưởng, phía đảng đối lập và cả quốc hội đã lên tiếng phản đối và chỉ trích ý tưởng đầy tham vọng mà không thực tế. Vì nền kinh tế Hàn Quốc thì đang phụ thuộc vào người nước ngoài và vốn hóa công nghệ chưa tồn tại lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ của đảng cầm quyền, cộng với quyền lực tuyệt đối của nhà độc tài, Park bác bỏ ý kiến của phe đối lập và nhanh chóng thực thi kế hoạch táo bạo này vào năm 1968 với không một đồng vay mượn. Sau 12 năm, ngày 7 tháng 7 năm 1970, xa lộ Seoul Busan hay là cao tốc Gyeongbu, tuyến đường dài nhất, lâu đời nhất và là đường cao tốc đầu tiên ở Hàn Quốc với tổng chiều dài 428 km, gồm 305 cầu và 12 hầm xe đã thông xe. Con đường đã kết nối 6 thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Seoul, Suwon, Daejeon, Gumi, Daegu, Busan, trở thành đường cao tốc quan trọng nhất của xứ sở Kim Chi. Tổng chi phí dự án là 42,9 tỷ won, tương đương với 23,6% ngân sách Hàn Quốc vào năm 1967. Gần 9 triệu công nhân và khoảng 1,6 triệu thiết bị đã được huy động cho việc xây dựng. Và đúng như những gì Park Chung-hee kỳ vọng, trong 3 năm đầu, xa lộ Seoul Busan đã được sử dụng hữu hiệu để phục vụ cho một khu vực tạo ra 70% tổng sản lượng quốc gia và chiếm tới 80% lượng xe lưu thông trong nước. Trong ngày khánh thành, ông Park Chung-hee đã nhấn mạnh, hôm nay, ao ước từ lâu của người dân Hàn Quốc đã được thực hiện. Đây là thành quả của máu, mồ hôi và lòng quyết tâm của nhân dân. Qua dự án này, chúng ta đã chứng tỏ được khả năng, nguồn lực và sức mạnh của chúng ta là vô tận. Công trình mở ra một bước ngoặt lớn cho nền kinh tế và là nền tảng trung chuyển cho những yếu tố cốt lõi trong việc phát triển kinh tế của Đại Hàn trở thành con rồng của châu Á. Hồi kết đau xót của Park Chung-hee. Vào năm 1979, người thuộc cấp thân cận của ông, Giám đốc tình báo Hàn Quốc đã bắn chết Park Chung-hee ngay tại bữa ăn bằng một phát súng chí tử. Sau tất cả, sự kiện này trở thành điểm chốt chặn cuối cùng của Hàn Quốc chấm dứt nền độc tài, mở ra chương trình phát triển dân chủ thực sự cho đến ngày nay. Nhà chính trị Lord Acton đã từng nói rằng, quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến sự tha hóa tuyệt đối. Park Chung-hee, Tổng thống Đại Hàn, cũng không tránh khỏi vòng xoáy của trò chơi quyền lực. Trong không gian quyền lực tuyệt đối, bản thân Park đã nhúng tay quá sâu vào những thứ đầy mê hoặc và không thể dứt bỏ nó để sẵn sàng trở thành người ngoài cuộc. Việc cầm quyền của ông giúp công sức to lớn vực dậy nền kinh tế suy sụp của Hàn Quốc trở thành một trong những nền kinh tế vĩ đại nhất châu Á, một điển tích trong lịch sử Đại Hàn. Nhờ công lao đó, người dân đã có được một cuộc sống đầy đủ hơn, ấm no và thậm chí là giàu sang ngang hàng với những cường quốc, các quốc gia phát triển khác. Từ chính sách của Park, nhân dân Hàn Quốc từ sống trong cảnh một xã hội thiếu thốn tri thức, mù chữ chiếm đa số trong xã hội, trở thành những tầng lớp giàu tri thức và có nhận thức hơn về quyền dân chủ thiêng liêng. Trước đó, những quyền cá nhân đã bị Park tận dụng để phát triển kinh tế trong giai đoạn cầm quyền của ông thì nay đã bắt đầu được nhân dân Hàn Quốc đòi lại. Quyền con người là một giá trị luôn thôi thúc hành động quyết liệt của con người nhằm chống trả lại thế lực lấy cắp và đe dọa đến nó. Tình hình ở Hàn Quốc trở thành bất ổn với quá nhiều cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ ở khắp các thành phố lớn. Park lại có phản ứng đàn áp thẳng tay với các cuộc biểu tình này, gây mất lòng tin của nhân dân. Từ đó, những cuộc mâu thuẫn dồn nén lại và trở thành giọt nước tràn ly, dẫn đến thảm họa ập xuống Park Chung-hee. Mặt khác, mối xung đột Triều Tiên-Hàn Quốc vẫn luôn có khúc mắc dai dẳng cần giải quyết. Nhìn thấy sự phát triển kỳ tích của Hàn Quốc khiến Triều Tiên lo sợ nguy cơ an ninh chính trị. Điều này đẩy mạnh hơn toan tính của Triều Tiên nhằm ám sát Tổng thống Đại Hàn. Các nhiệm vụ bí mật ám sát nhanh chóng được thực thi khi Park Chung-hee cầm quyền, thế nhưng không có cuộc ám sát nào thành công. Rõ ràng, lá chắn an ninh của Park Chung-hee không thể xuyên thủng. Nhưng thật bất ngờ, chính một người Hàn Quốc, một người gần gũi của ông lại là người ám sát ông bằng một phát súng trực diện. Phải chăng hắn ta muốn chấm dứt sự xung đột giữa nhà nước và nhân dân trong nước bằng cách kết liễu vị thủ lĩnh chính trị của mình vì lòng yêu nước? Liệu cái chết, sự mở màn cho chế độ dân chủ đẫm máu này có xứng đáng đổi mạng sống của một vị lãnh đạo vĩ đại của Hàn Quốc hay không? Thay lời kết, Hàn Quốc xuất phát điểm là một quốc gia yếu kém trong bối cảnh lịch sử những năm 50 của thế kỷ 20. Vậy mà, sự kiện đảo chính cầm quyền độc tài của Park Chung-hee đã trở thành cột mốc cho bước ngoặt kỳ vĩ cho sự phát triển cực thịnh của quốc gia này. Chính những quyết định đầy tính độc đoán của Park Chung-hee trở thành căn cứ giá trị nhất cho sự phát triển của con rồng châu Á, biểu hiện qua những phong trào điểm nhấn như là Chaebol, Samyeol Udong và xa lộ Seoul Busan. Tiếc thay, số phận ngang trái dành cho nhà lãnh tụ Park Chung-hee với cái chết không xứng đáng với những công lao to lớn mà ông đã phụng sự cho Tổ quốc Đại Hàn Dân Quốc. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!